Tính đến năm 2023, Ropi đã có 5 năm hoạt động với nhiều thành tựu đáng kể. Và năm nay, 2024, năm thứ 6, năm đầu tiên cho chuỗi 5 năm tiếp theo phát triển của Ropi để bước đến cột mốc 10 năm với nhiều điều đổi mới. Ropi đã xây dựng và đang thay đổi để thúc đẩy sự phát triển của bản thân ngày càng lớn mạnh. Ra mắt Super Central đầu tiên tại Cần Thơ, ký kết với SCS với mục tiêu kiểm định chất lượng và nâng tầm sản phẩm của Ropi. Giới thiệu đến khách hàng app Ropi Mall với rất nhiều sản phẩm chất lượng. Quan tâm đến quyền lợi khách hàng với chính sách trải nghiệm tiêu dùng hoàn tiền 90 ngày. Nhân dịp sinh nhật 6 tuổi, Ropi đặc biệt muốn mang đến thông điệp mỗi đơn hàng online là một smile, với ý nghĩa bao gồm sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng của Ropi. Sự vui vẻ khi đối tác có thêm thu nhập từ việc kinh doanh cùng Ropi. Sự tin tưởng khi đồng hành cùng Ropi. Tất cả tạo nên một tháng sinh nhật cộng hưởng mang đến nhiều nụ cười. Năm nay, 2024, với cột mốc mới, Ropi hy vọng mang đến cho quý khách hàng, các đối tác kinh doanh tháng sinh nhật nhiều sự kiện ấn tượng. Kick-off tháng sinh nhật 29 tháng 10 với nhiều phần quà giá trị. Chuỗi 7 ngày khởi động tháng sinh nhật. Sinh nhật Ropi 11 tháng 11 livestream 24 giờ. 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt Nam với nhiều deal siêu hời. Sự kiện Black Friday, ngày hội mua sắm toàn cầu lớn nhất 2024 với nhiều sản phẩm chất lượng có giá hấp dẫn. Và đặc biệt năm nay, với con số 6 may mắn, tượng trưng cho ánh sáng của hy vọng, sự điềm tĩnh, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng nhau, Ropi mong muốn giới thiệu đến các đối tác kinh doanh, khách hàng, điểm tiếp sức nụ cười. Đây sẽ là nơi hội tụ những lời chúc, lời động viên ngẫu nhiên đến từ chính các đối tác kinh doanh, các khách hàng của Ropi với mục đích xây dựng, củng cố thêm sức mạnh tập thể để mỗi thành viên trong cộng đồng Ropi đều cảm nhận được năng lượng tích cực để mạnh mẽ vươn tới thành công. 11 tháng 11, chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của Ropi. Hãy cùng theo dõi trên fanpage Ropi để có được nhiều trải nghiệm thú vị hơn với tháng sinh nhật đầy quà tặng nhé.